Ủa mày mở đèn kiểu gì vậy Khang? Mày mở gò kiểu gì vậy? Hai hai công tắc bên này nữa mà. Mày mở đèn kiểu gì vậy? Tao chỉ mày mở đèn mày xạo mày muốn hai công tắc không bằng hai công tắc luôn. Không có tắt được mà. Tao chỉ mày mở đèn gò nghĩ sao mày chạy qua không biết chừng mở đèn gò. Nó tắt một cái công tắc nó quen rồi, giờ bật cho nó lên thôi. Mày mở là mở phải mở hai cái. Cái gì kìa? Quá tay ảnh rồi chứ.
Watch.